Hello, xin chào các tình yêu của CC. Mùa hè là như vậy các bạn. Size XM nè. Mà các bạn thấy không, CC mặc nó rộng rinh như vậy. Mới vừa ăn xong một tô bún bò. CC mê bún bò lắm các bạn. Thích lắm. CC ăn cái gì nó phải có nước mới được. Không có nước CC không ăn được. Nè, rộng như vậy. Đây là lưng thun. Ở đây là cái bảng. Quần này CC đã làm video rồi ha. Nhưng mà hình như cái bữa đó CC cầm lên thôi à. Thì bữa nay CC mặc. Nhưng mà CC nghĩ chắc CC để lại cái quần này mặc. Mặc dầu là nó rộng. Nếu mà nó rộng á, thì nó sẽ thấy cái lỗ rúng của CC. Còn nếu mà các bạn mặc vừa đó thì nó sẽ ngay lỗ rúng hoặc là hơn lỗ rúng, cái nào cũng đẹp hết. Đây là mình vải xô ha. Ở dưới cái lai nó có ren ren rất là đẹp. Đây là những cái áo mình vải kate. Những cái áo này nè, các bạn nhìn nó đơn giản lắm. Cầm lên các bạn sẽ không mua. Giống như bây giờ như vậy đi. CC cầm lên. Nhìn đâu có đẹp đâu đúng không? Không mua đâu. Nếu mà các bạn không có đi shopping nhiều, các bạn sẽ không mua những cái dạng áo như vậy. Khó mặc, không biết làm sao mặc. Nhưng không đâu. Cứ nghe CC đi. Những dạng áo này nè, các bạn mặc với lại những cái loại quần vải xô, quần tây, váy. Ví dụ nha. Ví dụ váy. Đẹp vô cùng là đẹp. CC mặc cho các bạn xem đây. Những dạng áo này là mặc như vậy các bạn. Trời ơi, nhìn các bạn á, hay lắm. Không biết diễn tả luôn, nhưng mà đẹp lắm. Các bạn ra đường đó, các bạn nhìn thấy Mỹ họ mặc tuyệt đẹp luôn. Trên cả tuyệt vời. Rất là đẹp luôn. Là những cái dạng áo như vậy đó các bạn. Các chị em nào mà bị cái bụng hoặc là cái da bụng nó nhăn đó, nó bị nứt nứt á, cũng mua những loại áo như vậy mặc. Nhưng mà nó có những cái bèo. Cái bèo này nè, nó cỡ này hoặc là nó dài hơn một chút. Giống con CC ngày xưa đó. Khi cái bụng to, trời ơi, 100 cái là hết 100 cái. Phải có cái bèo ở dưới để nó che cái bụng lại. Còn bây giờ bụng nhỏ rồi, không cần nữa. Bây giờ là cứ rút lên như vậy nè. Đó. Đây là những cái áo mà các chị em cần nên mua. Mua bông, mua hình. Để làm chi? Để mặc được với lại những cái váy mà nó trơn như vậy nè. Nếu các chị em mua áo màu không á thì hơi kén mặc váy. Cho nên các chị em cần phải mua bằng bông, hình hay là cái gì cũng được để dễ mặc. Vậy ha. Thì đây CC mặc điển hình cho các chị em xem những cái dạng áo này như vậy đó. Đây là mình vải kate. Mát mẻ lắm. Thích lắm các bạn. Mặc những dạng như vậy nè. Đây cũng là một thương hiệu nổi tiếng đó của Mỹ. Dễ thương không ạ? Mùa hè là vậy các bạn ơi. Mặc những cái dạng quần như vậy nè. Các chị em mang dép được ha. Hồi nãy CC mới vừa đứng đổ nguyên một ly nước trà. Không biết nó có văng lên cái quần không nữa. Mà hình như là không. Nước trà cũng loãng thôi, không có đặt. Cho nên là cũng không thấy gì. Size XM mà như vậy nè. Rộng khoảng gần 3-4 phân luôn đó. Mà còn có lưng thun nữa nè. Cho nên CC nghĩ quần này á, là size small, size 6 các chị em mặc được. Chị em nào muốn mua cái quần này, lát nữa CC sẽ nhìn kỹ lại. Nếu mà nó bị nước văng lên hồi nãy, nước trà đó, thì CC sẽ không bán cho các chị em. Còn nếu như CC nhìn lại mà nó không có bị gì hết thì CC mới bán ha. Không biết mạc còn không nữa. Ờ còn nè. Thì đây ha. Những cái áo này là cái áo rất cần nha các bạn. Cần lắm luôn á. Mà phải mặc vào người mới đẹp. Cầm không như vậy các bạn không mua. Khi mà cầm lên á, phải suy nghĩ là cái này mặc với cái váy nào, loại váy nào, hay là quần thụng hay là quần vải xô. Suy nghĩ nhiều lắm.
phối những cái đồ này đó phải dùng chất xám, suy nghĩ rất nhiều các bạn. Thành ra giờ sẽ xin mặc cho các bạn xem để nói cho các bạn biết là đây là những cái áo mà rất cần nếu các chị em mua váy. Mặc với áo thun là chuyện rất bình thường, nhưng mà mặc với những cái áo như vậy nè, đẹp lắm. Đó, sẽ xin mặc cho các bạn xem nè. Rất đẹp luôn ha. Quần này là size X small, áo này là size small. Nhưng mà áo này CC để lại mặc rồi. Cái này CC có cái váy nữa. Đó. Thì đây CC sẽ cho các bạn xem những cái áo vải cà tê, vải xô. Hình như có hai cái vải thun hay gì đó. Thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, Calvin Klein và Tommy. Rồi gì nữa đó. Rồi còn những thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ. Đây là những cái áo để cho các chị em mặc với váy. Bán váy quá nhiều, không bán áo lấy gì các chị em mặc. Ở nhà các chị em có, nhưng mà các chị em nói, chị ơi nó cũ rồi, bán váy phải bán áo chứ, bán gì kỳ vậy. Nhưng mà cái đó là chọc CC chơi thôi. Các bạn nói đúng, cho nên CC phải đi tìm áo. Áo thun thì nhiều, nhưng mà áo sơ mi hơi khó tìm. Với lại biết làm sao không, áo sơ mi nó đắt tiền quá à. Cho nên là CC cứ nghĩ, trời ơi, mua một cái áo sơ mi bằng cái áo đầm luôn, thôi mua áo đầm đi cho rồi. Nhưng mà mỗi cái nó có mỗi vẻ đẹp khác nhau. Áo đầm các bạn mặc được có một cái à, trong khi cái áo sơ mi các bạn có thể mặc được với quần tây, quần jean, váy, mặc được tới 3 loại lận. Có thể vì cái lý do đó mà nó đắt. Xin biết ha. Rồi bây giờ tiếp theo, đây là đúng size của CC luôn á. Chị em nào thích cái giỏ này nhắn tin liền ngay tức thì. Nó đã sale 4 ngày rồi, sale tới Chủ nhật này là hết sale. Nhanh lên, nếu không sẽ không mua kịp cái giỏ này ha. Hiệu Guess 30% off thôi, trên cả tuyệt vời. Cái này CC mua cho CC đó. CC đâu biết các chị em có thích hay không, CC đâu có mua. Một cục, hai cục, ba cục. Một cục như vậy đó là bộ đồ của mình đó, cái áo đầm của mình nó lớn lắm ha. Đây nè, cái giỏ này lớn lắm đó các bạn. Tại CC không có thước đo đó, cho nên CC lấy một cục như vậy đó cho các bạn xem nè, để cho các bạn mua, các bạn hình dung ra được. Ờ, cái này là đựng được cái gì. Cái này có cái nắp dài quá. Vậy nè, thật là đẹp luôn đó. Một gan tay của CC, gần hai gan. Chiều này lên một gan rưỡi. Cái phần đấy nè, một bàn tay, hai bàn tay của CC ha. Nè, CC thích cái quai này nè. Đó, đúng size của CC luôn đó các bạn. Cái này là kiểu mới của 2023. Còn cái kiểu cũ á, cũng là cái hiệu ghét như vậy, nhưng mà nó không có cái dây này. CC có một cái trên lầu kìa, nhưng mà nó to với CC quá. Nhưng mà kiểu đó của năm ngoái rồi, kiểu này mới của năm nay nè. Đẹp ha. Hai chữ Guess, hai hàng này rất đẹp luôn. Mặc những cái dạng quần thụng, quần vải xô, váy đầm, các chị em xách cái giỏ này là trên cả tuyệt vời luôn á. Với thương hiệu Guess nữa. Mê ly đúng không ạ? Xuất sắc luôn. Tuyệt vời đúng không nè? Để CC xem coi bao nhiêu tiền. Không thấy ghi giá tiền, để CC coi receipt ha. Nhưng mà 30%. Ở đây có cái chữ Guess nhỏ ha. Quá đẹp luôn. Thiệt thích ha. Rồi, bây giờ CC sẽ cho các chị em xem những cái áo ha. Đây, đây là cái áo để cột lại hôm trước. Các chị em mặc đầm hay là mặc bất kỳ cái gì cũng được. Đây là cái áo cột nha, không có nút ha. Như vậy nè, cột lại. Mùa hè thì chúng ta mặc bông như vậy cột lại. Mùa đông thì mặc màu đậm, vải thun. Ở đằng sau là thun. Họ may chỉ thun hết một cái lưng luôn. Cái này là size medium nha, medium mà nhỏ xíu à.
cái kính này là kính hai tròng nè các bạn, nhưng mà nó rộng quá, CC đeo nó tuột cho nên CC không nhìn thấy đường, muốn nhìn thấy phải đẩy nó lên. Đây, rẻ tiền lắm, giá chính thức có 34 đồng mà 30% off. Cái này là vải tôn. Cái này thì các bạn mặc tới đâu các bạn rút lên thì nó sẽ ngắn ngắn chỗ này lên, rất là đẹp ha. Đây là những cái áo mà các bạn cần mua để mặc với váy đó, cần lắm luôn đó. Cái áo này size small 36 đô, 30% off, còn hai mấy đồng mà các bạn, rẻ lắm nè, cưng không, cưng xỉu luôn á. Đây là kiểu CC mê đó. Cái này là mình vải tôn như vậy các bạn, không có hở như vậy đâu, tại vì mình chưa mặc vào đó. Này là cổ tim ha, đẹp lắm. Này là cái bo ở dưới ha, ôm lấy cái bụng của chúng ta, ở sau lưng nè, hở nguyên một cái lưng luôn. Hơi khó cho các chị em mặc, chị em nào sửa ngực thì mặc được, tại vì này mặc không có mặc áo ngực, hoặc là mua cái loại áo ngực mà cái dây nó tuột xuống dưới đây nè, tùy các bạn. CC nói cho các bạn biết là đằng sau lưng nó hở tới như vậy luôn ha, CC thì mặc được đó, còn các bạn CC không biết ha. Cái này là không mặc áo ngực được nha các bạn, mặc vào sẽ không được, không đẹp, không được luôn á. Size small ha, rẻ tiền, hai mấy đồng cái à. Vải tôn mát lắm nè, nè 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 nè, cưng không ạ? À? Quá dễ thương luôn, thiệt là cưng luôn á. Nè, cái này là phần ngực, cái này là phần bo, áo này chắc chắn là hở bụng một chút rồi. Ở sau lưng nè, cái này mặc áo ngực được ha, sau lưng một cái dây, cưng không? Cái này size small nha các bạn, đẹp ha. Những cái mình vải kate thì đắt tiền hơn là những cái mình vải xô, đây ha. Nè, cái này có lẽ dài hơn các bạn ơi. Oh, size medium nè, thấy không, dài, nhìn là biết rồi. Những cái áo này mặc được với váy, mặc được với quần tây, quần jean và quần vải xô. Thành ra nó đắt tiền, nó lợi là ở cái chỗ như vậy đó, mặc được nhiều thứ. Dễ thương ha. Cái này mình vải tôn đó, size medium, màu xanh rêu rất là đẹp ha. Phần này là phần ngực, phần này là phần bụng, phần này là phần lai. Nè, đẹp ha. Ở đằng sau lưng, họ may hết một cái lưng là thun luôn ha. Đó, phần này là che được cái bắp tay cho chúng ta. Đây là cái tay, bó lại một chút, cũng đẹp. Cái áo này cũng rẻ. Này, giá chính thức có 36 đô à. 30% off. Nè, chị em nào bị cái bụng thì đây chính là cái áo các chị em cần mua. Kiểu của con CC đây. Đó, cái tay này kéo phùng phùng lên đẹp lắm các bạn. Chị em cần phải mua cái áo này để mặc với váy, tại vì nó là bông, mặc được với váy đen, váy trắng, váy hồng, váy xanh, váy vàng, được hết tất cả. Ở đây có sợi dây rút lại ha. Đây là vải tôn. Size lót. Đó, các chị em nào size lót nên mua cái áo này ha. Nè, dễ thương không nè. Váy đỏ, váy trắng, váy vàng, váy xanh, váy đen đều mặc được cái áo này. Dễ thương không ạ? Đây là phần ngực, đây là phần bụng. Ở trước có sợi dây. Cái tay lỡ lỡ, dễ thương. Cái này là mình vải thun đó, thun cô tông đó, hút mồ hôi. Size medium. Trời ơi, cái áo này có 30 đô à, 30% off. Đây nè, cái này là kiểu CC, giống giống CC mặc nè. Ô, giống y luôn á, giống y hệt kiểu CC mặc nè. Đây là mình vải kate ha. $48, 30% off. Đây, cái áo này mặc với lại cái quần này cũng đẹp lắm các bạn, tại vì nó trắng với đen thì cái quần này trắng nè. Cái này là mình vải kate ha. Cái này là size XL đó, CC mua cho CC luôn á. Đây, bạn nào thích thì cứ mua, không thích CC mặc. Size XL nha.
nó đắt tiền ở cái kiểu nữa các bạn. Đó, giống y hệt áo Sissy đang mặc ha. Cái này các bạn mặc với váy trắng đẹp nè, váy trắng vải xô á, hoặc là váy đen đều đẹp hết. Cái này đây nè, cưng không, cưng xỉu luôn. Màu trắng, trắng tinh ha. Đây là vải xô đó các bạn, đúng chất vải xô luôn. Kiểu đơn giản, thật là đơn giản luôn. Áo này là size XS. Ở đằng sau lưng hở như vậy ha. Mặc ống ngực được ha. Nè. Sau lưng. Còn ở đằng trước thì như vậy. Áo này rất sang và rất đẹp luôn. Các bạn có thể mặc quần vải xô bông hoặc là màu đậm, gì cũng đẹp hết á. Mặc với quần tây cũng được, quần jean cũng đẹp, váy đầm cũng đẹp. Đây là cái áo trên cả tuyệt vời, CC mua cho CC đó. Size XS là các bạn biết là của CC rồi. Mê luôn đúng không? Đây là cái tay gọi là tay gì? Tay cánh dơi, đúng không? Đây là mình vải xô, đúng chất vải xô luôn. Hiệu Deacon White. Đẹp xuất sắc ha. Áo này CC mua được tới 50% off lận. Cái vạt trước ngắn, vạt sau dài. Ở bên hông có xẻ một chút. Họ có cho các bạn một cái hụt nút. Nếu lỡ nút này có mất đi thì chúng ta có để gài lại ha. Áo này mình vải xô, đúng chất vải xô luôn. Size medium, 79 đô, 50% off. Dạng này cũng là cái dạng giống như là drop top. Vải xô, đúng chất vải xô ha. Cái vạt trên ngắn, vạt dưới dài. Cái này mặc quần jean, mặc váy đầm đều đẹp hết. Hiệu Deacon White ha. Và đây, đây là hiệu Calvin Klein. Cái vòng của CC đó móc mất cái tờ giấy của người ta luôn, chỉ còn cái sợi dây này thôi. Thì chị em nào thích thì mua ha. Cái này không phải là mình vải KT. Cái này là một cái mình vải gì đó. Nó rất là lạ lạ, nó xốp xốp, nó lạ lạ lắm. CC không biết nói. Tay dài, phần vai có nhúng cái cổ như vậy, rất là đẹp ha. Áo này thì sang. Áo này các bạn bỏ ở trong váy hoặc là mặc với quần tây, bỏ ở trong quần, rất đẹp, rất sang ha. Cái áo này là thuộc loại sang nha. Để CC coi coi size mấy đây. Size medium nha các bạn. Ba chữ medium luôn đó. Ba chữ medium tức là cái phần ngực, cái phần eo, cái phần mông đều mặc vừa. Nếu mà các bạn cảm thấy người các bạn nó không có đúng size, không có chuẩn medium, to chỗ này nọ đó, thì đây chính là cái ba chữ medium nha. Đây, dạng rộng mà suông. Cái mình vải đẹp lắm các bạn. CC không biết nói là mình vải gì luôn nữa. Đó, cái này CC mua cũng được 50% off ha. CC coi receipt cho các bạn. Nè, yeah, cưng không? Đây là mình vải KT. Vải KT đắt tiền các bạn. Cái tay có thun, chỗ này có ren. Cái phần vai đẹp quá nè. Đó, cái cổ ren nè. Đây là thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ thôi. Rất là đẹp. Size small ha. Áo này thì hơi đắt đó. Áo này CC mua đã là 20 mấy đô rồi đó. Bởi CC nói với các bạn đó, vải KT rất là đắt, đắt tiền đó. Đây. Đẹp ha. Phải vào đổi cái kính khác nè. Cái kính kia nó rộng với khuôn mặt của CC quá, đeo nó cứ tụt tụt tụt, khó chịu quá. Cái này màu trà, các bạn nhìn màu đẹp lắm. Rồi bây giờ tới áo sơ mi nha. Nè cưng không? Cái này màu màu trắng các bạn. Chết rồi, CC đeo cái kính này cho nên CC nhìn cái gì nó cũng thành màu, màu kem, màu trà hết. Thì đây, cái này màu trắng ha. Nè, quá là đẹp luôn đó các bạn. Nhìn cái tay nè, mê luôn. Cái này là mình vải KT, còn cái này giống như mình vải von hay cái gì đó. Cổ sơ mi ha, size small ha. Áo có hai cái band. Những loại này các bạn mặc được với quần tây, quần sọt jean, quần jean dài,
váy áo bỏ trong váy. Những cái váy nào mà có cái lưng quần tây á, các bạn nên mặc những cái dạng áo sơ mi như vậy, sang lắm và đẹp vô cùng luôn. Đây ha. Ồ, đằng sau có hai cái band nữa. Sisi thiệt thích cái áo này nè, thiệt là thích luôn đó, mà Sisi chưa mặc thử. Sisi sợ mặc không vừa tại nó là size small. X small thì Sisi mặc vừa đó. Còn này không sure. Đây. Cưng không? Rất đẹp đúng không? Ai cũng thích cái phần này đúng không? Áo này cũng là áo trắng ha, trắng tinh luôn nha các bạn, size small ha. Cột lên như vậy. Tay sơ mi nha, cổ sơ mi. Ở đằng sau là vạt bầu. Có cái này ha. Cái đô cắt ngang đô. Đây. Ô, không phải các bạn, họ ghi rõ ràng nè, cái này là màu kem chứ không phải trắng đâu. Kem ha. Kem trắng á chứ không phải là trắng tinh, mà sao CC nhìn nó thành trắng tinh mà. Ờ cũng không, hơi hơi có kem một chút. Kem trắng đi. Đó. Đứng ngoài trời mà còn nhìn như vậy nữa thì ở trong đèn màu nó sai hết các bạn. Đây. Cái này là size XMOR, đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Hiệu Nanette nha các bạn. Chỉ là một cái áo KT vải sơ mi như vậy thôi. 78 đô, 50% off. Cái này CC có một cái nè. Đó, thật là đẹp nha. Cắt ngang đô, xếp một cái ly, áo cổ sơ mi, tay phùng phùng, tay này có thun, cài nút, mình vải KT. Thật là đẹp, áo này CC mặc rồi, mặc với váy đó, đẹp lắm. Và đây, cái này hôm bữa có 3 cái, bán 2 cái rồi, còn một cái nè. Cái này size lót ha. 89 đô 50 sen, có 30% off thôi. Đây là thương hiệu của Pháp, Corfield, hiệu ông già đó các bạn. Mình vải KT, tay sơ mi, cổ sơ mi. Đẹp trên cả tuyệt vời, không có size CC chứ có mua liền. CC mới có thêm một cái quần, quần tay thun ha, size small. Đẹp lắm các bạn ơi, mà CC mặc không vừa. X small mới mặc vừa. Thì bạn nào muốn mua cái quần thương hiệu này, quần tay thun thì nhắn tin cho CC nha. Đây, áo này rất đẹp, size medium. Các chị em nào size medium đó, mua cái áo này mặc với váy đen đó các bạn, mê lý luôn, hoặc là quần tây đen. Đây ha. Tất cả những đồ CC mua đều đã on sale. Nhưng mà có nhiều cái CC nhớ được cái giá tiền, có nhiều cái không nhớ nổi thì để CC coi receipt. 30, 40, 50% off ha. Nè, CC thích cái áo này nè. Chỗ nó size small đó mà mặc không thể nào mà mặc vừa được các bạn. Buồn ghê luôn. Đẹp, cực kỳ đẹp cái áo này. Cái áo này là mình vải tôn tay sơ mi nè. Các bạn thấy không? Những cái hộp nút họ bọc ở dưới, cột cái gút lại. Cổ sơ mi rất đẹp. Mình vải mát lạnh nè. Ủa cái áo này mạt đâu? Rồi, không có mạt rồi các bạn. Không thấy một cái mạt nào luôn. Sao người ta tính tiền? Ồ, chắc đất rồi các bạn. Còn cái cọng nhựa nè. Cái này size small mà CC mặc thử đó, trời đất ơi, nó rộng thùng thình, nó dài tới đây luôn. Sao mát? Đó, uổng ghê luôn. Ở sau lưng nè. Cắt ngang đồ nhúng nhúng, có cái này. Mình vải này, mình vải tôn đó các bạn. Thật là đẹp cái áo này luôn. Mát lắm, mát rưỡi à. Thích lắm. Đây, nhớ nha. Không còn cái mạt giấy, chỉ có một cái cọng này thôi. Và đây, cái áo này của đợt trước CC đã làm video một lần rồi. Size small ha, mình vải KT, có hai túi, có những cái hộp nút như vậy. CC thích cái tay này nè. Có band. Ở đằng sau cắt ngang đô cũng có band ha. Mình vải KT. Những cái dạng như vậy nè, các bạn mặc đầm đẹp, các bạn mặc với váy đẹp. Áo bỏ trong váy ha, đẹp, cực kỳ đẹp những cái dạng áo như vậy. Nè, cưng không? Giống của CC nè. Bạn nào muốn mua thì mua. CC có một cái đó, mặc rồi. Ủa, mặc đâu? Không thấy một cái mặc luôn.
không có thấy cộng chỉ cộng ở đây 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 sorry sorry đây cái mặt còn toàn ten, cái này size medium mình phải KT đó. Các chị em mua váy trắng mặc đẹp lắm, xin xin mặc rồi nên xin xin biết đẹp lắm, cực kỳ đẹp, mình phải KT. Cái tay may nhúng nhúng, cái tay này là tay sơ mi mà cái tay nó rộng các bạn, mặt nó phùng phùng lên đẹp lắm. Cổ sơ mi cột như vậy thôi, các bạn nhìn như vậy nè, nhưng mà khi mặc vào nó xéo qua, nó không có hở nha, nè kiểu rất đẹp ha. Đã ở đằng sau có cái bo thun, nhìn như vậy nhưng mà mặc không hở ha, mặc là nó chéo qua như vậy nè. Và đây áo này hiệu Calvin Klein 109 đồng 50 sen, CC mua được tới 70% off lận. Medium, 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 tức là người các bạn tròn, size medium các bạn mặc được. Vải xoa gì đó CC cũng biết nữa. Ngay chỗ này nó rút cái eo lại, cái phần này là nó che được cái bụng to cho các bạn nè. Và đây là sợi dây rút của Calvin Klein, 70% off cái áo này nha các bạn. Mình vải xoa mát, cổ sơ mi thôi. CC thích cái này quá à. Áo này các chị em mặc váy, mặc quần tây, quần vải xô, quần jean, đẹp lắm. Medium, 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 ba chữ medium luôn, tức là người các chị em tròn là mặc được. Đây ha, mình vải mát lắm, thích thiệt là thích cái áo này. Đây, cái này là thun tay sơ mi, cũng là cái kiểu giống như vậy luôn. Cái này cũng rút ngay eo, nhưng mà cái sợi dây nó nằm ở trước bụng. Cái này đó CC nói là những cái nào mà nó rút ngay bụng thì cầm lên nó sẽ không đẹp, nhưng mà mặc vào người nó sẽ rất đẹp nha các bạn. Hãy tin CC đi, rất đẹp. Khi các bạn rút lại nó đúng với cái eo các bạn là nó phùng ở dưới, thì cái phần này nó che hết cái bụng cho các bạn lại. Những dạng áo mà nó rút ngang như vậy cầm lên là xấu, chỉ có mặc vào người nó mới đẹp thôi. Nhưng mà các bạn tin CC thì các bạn mua. Ủa sao không thấy giá tiền? Nhưng mà hai cái áo này là mua tới 70% lận đó. Medium, 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 ba cái medium hiệu Calvin Klein. Những áo này mua trong Macy rất là đẹp, hồi năm ngoái bán những loại áo này nhiều lắm. Mình vải thun không nhăn nha. Cái áo đen vải xoa có thể nhăn, có thể thôi. Đây là mình vải thun không nhăn nha. Màu này cũng dễ mặc nữa, rất là đẹp ha. Trời, 70% off còn gì mà rẻ hơn nữa các bạn. Này, cắt ngang ha, màu đẹp quá. Đó, chị em nào bị cái bụng to là cần mua những cái áo mà nó có cái phần ở dưới như vậy nè. Và đây, đây là cái áo hiệu Tommy, size small petite, có chữ B, small petite, 69 đồng 50 sen. Áo này có 30% off à các bạn. Cái này CC mua cho CC á. Tay sơ mi nè, mình vải KT ha, rất sang và rất đẹp. Mặc với quần jean, áo bỏ trong quần, hoặc là với váy jean, áo bỏ trong váy, đẹp hết chỗ nói luôn. Rất sang và rất đẹp. Cái hình này nè, nó hình chữ nhật ha, đơn giản mà đẹp, 30% off. Cái này mua cho con gái CC, nhưng mà cháu chưa kịp mang đi, quên các bạn. Cái này là size medium. Những cái áo này các bạn cần phải mặc đúng size nha, tại vì nó là vải KT, nó không có độ co giãn ha. Hai kiểu giống y hệt nhau, cũng là 30% off. Tại này là mới của năm nay đó các bạn, 69 đồng 50 sen, 30% off, size medium, hiệu Tommy Hilfiger. Cái này hình trái tim, cái kia hình chữ nhật. Đó, mình vải KT, hút mồ hôi ha. Đây là cái áo vải jean, size medium. Cái mạc đâu? Đây, mạc đây. Size medium các bạn. Cái này là vải jean, nhưng mà cái phần bên hông họ có may cái phần này thun,
Thành ra các chị em rất là dễ mặc, mặc ăn gian size được. Nếu nó là vải jean không thì không thể ăn gian size được. Nhưng ở bên này người ta may cho các bạn cái phần thun nè, co giãn nè. Đó, cho nên các chị em mặc ăn gian được. Những cái áo nào mà ở bên này nè, bên hông nó có thun, các chị em mặc vào thấy được cái eo. Đó, thật là đẹp cái áo này ha. Vải jean, áo bỏ trong váy, áo bỏ trong quần đều đẹp. Cái tay săn lên có cái nẹp. Vải jean nha, hai bên hông có thun. Đây là thời trang của Mỹ, đẹp lắm. Hồi đó CC mặc những dạng áo sơ mi đó, ở bên hông nối cái thun, CC mặc nhiều lắm. Tại vì sao? Mặc vào nó có cái eo. Còn nếu như mà nó là mình vải jean, vải kate, nó không có cái thun chỗ này đó, mặc nó suông được à. Còn nó có cái eo, nó ăn gian cho chúng ta. Đẹp là ở cái eo. Rồi nè, cưng không? Đẹp quá à, mà CC mặc không vừa cái nào hết trơn các bạn ơi. Ở dưới đây cột cái nơ size medium ha. Mình vải đẹp lắm các bạn. Cái này thun á các bạn, thun đó, size medium nè. Đây là dạng lẫn á, các chị em mặc đúng size thì nó sẽ đẹp. Còn này CC dài quá nhưng mà đẹp quá. Áo này mà mặc với lại váy trắng thôi, khỏi chê. Váy trắng, váy jean, váy xanh đen, váy màu này nè, đều đẹp cả. Quá đẹp cái áo này luôn, không có sai, ổn quá. Đây là thời trang của Mỹ ha. Những cái này nè, khó mua lắm. Là tại người Mỹ người ta mua hết trơn à. Đâu có còn mà tới on sale đâu. Nhưng mà CC mua được on sale. Không có sale bao nhiêu nè cưng không? Cái này là chắc chắn cưng rồi đúng không? Cái này size small. Đây là dạng crop top, mình vải xô, đúng chất vải xô ha. Size small. Đó, quần vải xô trắng, váy vải xô trắng, đẹp trên cả, tuyệt vời. Cái vải xô đẹp lắm các bạn. Đây là dạng crop top, đẹp xuất sắc ha. Mê luôn á. Đó, size small nha. Và đây, đây là cái cuối cùng trong video này. Đây là mình vải xô nhúng các bạn, size medium. Có hộp nút cho các bạn nè, lỡ các bạn bị mất thì các bạn thay ha. Cái mình vải rất là mát, mát lạnh luôn á. Đây, vạt trước ngắn, vạt sau dài, đúng không? Hay là bằng nhau, để CC coi. Ok, vạt bằng nhau đó. Mình vải xô dạng rộng ha. Đó, mặc với lại váy kéo thụng thụng lên, rất là đẹp, mình vải mát lắm các bạn. Đây là thời trang của Mỹ ha. Ở đằng sau lưng cắt ngang cái đô, rất là đẹp luôn. Trên cả, tuyệt vời. Xong rồi, hết rồi đó. Bao nhiêu đây cái áo cho các chị em tha hồ lửa ha. Rồi, các chị em nào thích cái nào chụp lại màn hình. Việt Nam liên lạc với anh Sa 0982571934, kết bạn với anh Sa bên Zalo. Các bạn ở Mỹ nhắn tin với CC, nhớ chụp hình 7069879063. Các chị em bên nước ngoài kết bạn với CC Zalo hoặc là Viber 1706987 9063, nhớ gửi hình cho CC nha. Rồi CC xin được tạm ngừng video ở đây nha. Bye bye, I love you.